Chị Hai à, sao chị không để cho chị đi đi? Chị nói được vậy chứ không dám làm đâu. Thôi em đừng có nói nữa, bây giờ em đi nấu cơm đi. Giờ thấy bà bán có đắt hàng, có ế đâu bà ngồi bà thở dài nghe não ruột vậy. Không phải tôi sợ ế, mà tôi đang lo thằng Út nhà tôi kìa. Thằng Út bà bị sao bà lo? Nó bị người ta đuổi cả tuần nay rồi. Gì? Nó làm gì bị đuổi việc? Ai đuổi nó? Thì nó nghe lời bạn bè rủ đi chơi game online online gì đó cả ngày lẫn đêm luôn, bỏ việc cả tuần nay rồi. Bà Tám ù bà qua mắng vốn kìa. Thiệt, bây giờ mấy đứa trẻ hết nói nổi luôn rồi, làm khổ cha khổ mẹ không à. Báo chí có đăng nè, mấy cái đứa chơi game online gì đó, cái nó về nhà cái nó bóp cổ người thân, nó lấy tiền nó chơi game cho bà biết vậy. Ý trời đất ơi, có thiệt chuyện đó nữa hả? Sao có, báo đăng rõ ràng đấy. Vậy mà tôi không có biết gì hết ông ơi. Thôi thôi, ông coi giùm tôi gánh chè nha, để tôi chạy đi tìm nó, để ông thôi nó kiếm chuyện với người ta là chết nữa. Khoan 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 khoan, trời ơi, bà biết nó đâu bà kiếm nó hả? Chịu khó chờ chút đi hả? Lát con Thảo đi chợ về biểu nó coi hàng giùm bà, sao tôi chở bà đi kiếm nó cho nó lẹ. Biết chừng nào nó mới về. Thôi tôi sốt ruột quá rồi, để tôi đi đi. Từ đi bà, sao nóng quá. Từ từ Thảo. Ủa à, Thảo ra đây đây chú Tư nói con. Dạ có chuyện gì không chú Tư? Không, chú không có chuyện, mà bà Sáu có chuyện. Con qua bển đi, bà Sáu đói. Con có chuyện như vậy sao? Con ơi, con gánh chè giùm cho dì Sáu. Sáu đi tìm thằng Út. Trời ơi, nó bỏ làm cả tuần nay rồi, Sáu rầu quá đi con. Thôi Sáu với chú Tư đi đi. Để đất con coi cho. À bà khoan, Sáu đợi con một chút. Con đem giỏ vô kêu chị Hai nấu cơm, rồi con ra liền nghe. Ừ, đi đi rồi ra lẹ lẹ nha con. Dạ. Nón vô. Alo anh hả? Sao anh tới trễ quá vậy? Alo anh đây, 5 giây nữa anh sẽ có mặt. Nhớ nha, tới liền á. Anh đang đứng sau lưng em nè. Trời ơi, anh này đã tới trễ hả mà còn bị đậu hù em nữa. Em còn tưởng anh cho em leo cây rồi chứ. Thì lâu lâu leo cây một bữa, có sao đâu nè. Sao, người đẹp chờ anh có lâu không? Không biết có lâu không, mà hai đứa em ăn hết tô bún, uống mấy bình trà đá hết rồi đó nha. Anh sao mà hôm nay anh tới đây trễ quá dọn hả? Tại vì anh bận đưa bà xã ra sân bay nên tới trễ một chút vậy mà. Dạ, vậy cái ông này sướng quá rồi còn gì, mặc sức mà tung hoành với người em. Như vậy á mới khỏi sợ đeo đuôi. Em. Dạ. Em hẹn anh ra đây có kế hoạch gì mới không? Anh hứa với em chuyện gì anh quên mất tiêu rồi hả? Có hứa hả? Tại bận lo nhiều việc quá cho nên anh hứa gì sao anh nhớ nổi. Đâu em nhắc thử anh nghe coi. Nói đi. Mà anh hứa với người đẹp là anh phải làm chứ không có được quên. Biết rồi. Thôi đi ông, hôm nay ông hứa với tôi cái gì có nhớ không vậy mà nói vậy ta? Nhớ chứ, nhớ chứ sao không, lát nữa anh thực hiện liền. Anh hứa gì ta? Em, anh xin lỗi mà,
Anh hứa với em gì? Em nói nghe coi. Không. Thôi mà, đừng có vậy nữa mà. Thôi, buông ra. Anh hứa gì? Không. Em nói nghe coi. Không. Anh hứa cái gì? Anh sẽ thực hiện liền. Đâu, em nói nghe coi. Anh quên mà. Anh, anh hứa là hôm nay dẫn em đi coi nhà. Mà anh hẹn em là 10 giờ, mà tới giờ này anh mới tới. Anh thấy anh trễ chưa? Em không chịu đâu, chịu đâu. Đòi nhớ đi. Rồi, nhớ rồi, đòi nhớ đi. Rồi. Đi liền, đi liền, để trễ ha. Đi liền. Ở đây á, lo chuyện của ông nha. Tôi á, đi lo chuyện của tôi. Ha, chiều nay hẹn y cái quán cũ. Nhớ không? Được rồi, đi em. Chị em chút. Bye bye, bye nha, bye. Chúc hai người vui vẻ. Bye. Tôi đi nha. Xin chào. Uống nước đi anh. Anh vào đây lâu chưa? 6 năm rồi em trai. Anh vô đây vì tội gì vậy? Đoán thử coi. Hiện giờ anh em nghĩ là tội thương mại hoặc kinh tế thôi. Cậu em muốn cho là tội gì thì cho. Ăn đi em. Em sao vậy? Sao em không ăn cơm đi? Hay em thèm ăn gì để chị đi mua cho em ăn nha. Em không muốn ăn cơm. Em thèm ăn cái khác à. Đồ ăn quá trời rồi chứ còn thèm ăn gì nữa. Tội nghiệp, gần sanh rồi nên hay thèm ăn giặt lắm. Em thèm ăn cái gì để chị đi mua cho em? Em thèm bánh tráng cuốn thịt luộc. Em chờ chị chút để chị đi mua cho. Chị hai, ăn cơm xong rồi hãy đi. Bánh tráng ở Phú Nhuận xa lắm, chứ ở gần nhà mình có đâu. Thôi, chị hai ăn cơm đi. Em đi một mình cũng được. Thôi, em ở nhà đi. Bò bì như vậy ra đường xe cộ nguy hiểm lắm. Thôi được rồi, để em đi cho. Em ăn xong rồi, chị ở nhà với chị đi. Em ở nhà với chị, mất công hai đứa lại gây lộn nữa. Làm như tôi thích cãi lộn với cô lắm vậy á. Thôi đi, hai đứa cứ sáp lại nhau á, thế nào cũng có chuyện à. Thảo, em biết chỗ bán á, thì đi cho nhanh rồi về. Để đó chị dọn cho. Ê nè, nhớ mua giùm mấy trứng vịt lộn nữa nha. Mà cô đi nhanh nhanh lên đó. Đi về trễ quá hả, tôi cho cô ăn mình luôn á. Thêm đi đi. Cơm đi. Chị Sáu.
Chị tìm được Út Đẹp chưa? Trời ơi, mấy ngày nay đi tìm Út Đẹp vòng vòng ở internet mà có thấy bóng dáng nó đâu. Không biết nó sống sao nè, rồi ăn ở sao nữa, rầu hết biết luôn á Tám. Thôi, nó lớn rồi, nó tự biết lo. Chị lo chi cho nó mệt. Ừ, chị kiếm được người thay thế chỗ làm của Út Đẹp giùm tôi chưa? Cả tuần nay lo kiếm Út Đẹp, có thời gian đâu tìm người cho Tám. Ý, mà có rồi. Chị nói gì tôi không hiểu. Lúc thì chưa có, lúc thì có, là sao? Ừ, thì lúc trước tôi có nói chị rồi đó, con Thảo, em của con Tuyết thợ may kìa. Con nhỏ cũng siêng năng, thật thà, được lắm đó. Chị nói chuyện với nó chưa? Nói rồi. Rồi nó trả lời sao? Thì nó nói từ từ nó tính. Trời, tôi đã không có người làm mà còn chờ nó. Thôi, chị đi kiếm người khác giùm tôi đi. Thôi, chị chờ tôi chút xíu, tôi kêu nó ra gặp chị Tám nói chuyện trực tiếp tốt hơn tôi ha. Ừ, chị đi đi, kêu nó ra cho tôi nói chuyện. Lẹ đi, tôi còn phải đi ra coi quán. Chờ tôi chút. Ủa, hôm nay không có hàng may hay sao mà vô thăm em vậy? Bữa nay ở nhà con Thảo nó làm nên chị ghé vô thăm em một chút. Ở nhà vợ em khỏe không chị? Nói với con Thảo còn gây nhau không? Ừ, cũng không có chuyện gì đâu em. À, chị có mua đầy đủ mấy thứ em dặn nè, em coi còn thiếu thứ gì không? Cảm ơn chị. Em ở trong này có quen không? Rồi có bị ai ăn hiếp không? Em không ăn hiếp người ta thì thôi, ai dám ăn hiếp em. À, mà chị với anh Thanh sao rồi? Có tín hiệu gì chưa? Tín hiệu gì chứ? Đừng có nghĩ bậy. Chị với ảnh á, chỉ là bạn bình thường thôi. Không có chuyện gì đâu. Con trai như anh Thanh giờ khó kiếm lắm, chị đừng để vụt mất hạnh phúc một lần nữa. Đàn ông tốt cũng giống như tuổi xuân con gái vậy, từ từ sẽ giảm dần. Chị đừng có chần chừ nữa, phải biết nắm bắt kịp lúc chị hai à. Nhưng em có biết là trong tình yêu cũng cần phải có hai chữ duyên phận hay không? Nếu như có duyên mà không phận thì cũng đành phải chịu thôi. Thì em chỉ nhắc chừng chị thôi, chúc chị hai may mắn. Cảm ơn em. Trời ơi, đồ ở đây đẹp quá à. Em cứ chọn đi, chị mua cho em hết. Trời, Thôi, bỏ xuống. Không có mua cái này. Qua đây. Nhanh lên. Coi, thấy không Thảo? Đó, bộ đồ nó đẹp không? Qua thử nha. Đi. Nè, thử đi. Đẹp. Trời ơi, đẹp quá. Thôi, không hợp đâu chị ơi. Thử đi. Quá đẹp. Coi, quay lại. Đi. Trời ơi, già quá. Đi đây.
Em mặc thử cái này đi. Thôi, mấy cái này hở lắm, với lại nó có bông nữa, không có hợp với em đâu. Trời ơi là em mới có 20 mấy tuổi à. Em mới hả phải mặc mấy cái hở như vậy, modern như vậy nè, đúng không? Thì nhìn em mới sáng lên, mới đẹp lên, giống như chị ba vậy nè, lúc nào cũng đẹp hết. Nhưng mà... Thử đi, nhăn nhăn cái gì, vô trong đây thử đi, nghe lời chị ba, nhanh lên. Lẹ lên, vô. Vô 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 đi. Thử đi mà. Chị ba ơi. Sao em? Cái đầm này nó không hợp với em lắm. Ờ vậy hả? Đâu 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 đâu, ra đây chị ba coi coi. Ra đây. Trời ơi, sao vòng vòng chị ba coi coi. Trời ơi, thấy không, em đẹp lắm á. Cái này á, nó đẹp vậy á, nó vừa với dáng em, thấy không? Em thấy nó ngắn quá, nó kỳ kỳ sao á. Chị ba đâu có thấy ngắn gì đâu. Em á, qua đây, em phải tự tin vào chính mình. Chị ba đâu có thấy ngắn gì đâu, đẹp lắm á. Đâu, chị coi coi. Em á, phải có lòng tin với chính mình, đúng không? Được. Đi, đi. Lấy cái đó nha. Thảo ơi. Đây, 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 chị ba cầm cho. Đi, đi. Bây giờ mình đi đâu vậy chị ba? À, chị có hẹn với mấy người bạn của chị. Bây giờ chị ba sẽ dẫn em ra gặp mấy người bạn đó nghe chưa? Con gái lớn rồi mà em cứ ru rú trong nhà hoài hà, mau già lắm á, biết không? Nhưng mà em không thích tiếp xúc với đàn ông đâu. Chị ba chở em về nha. Không có được như vậy. Chị đã hẹn với người ta rồi. Trời ơi, em biết không, họ hả toàn là những doanh nhân thành đạt của Sài Gòn này không à, giàu có nhất Sài Gòn. Em á hả, em mà quen với họ hả là em chỉ có lợi chứ em không bao giờ có hại, em biết chưa? Mà chị ba nói nghe nè, con gái lớn rồi, tuổi xuân mình có thì, em á phải biết tận dụng vào những cái điểm này của mình, để hả rồi sau này em sung sướng cái tấm thân em biết không? À, mà chị ba nói em nghe nè, lát nữa mấy bạn của chị ba mà có hỏi em làm nghề gì á thì em nói á là em còn đi học nha. Hỏi em học cái gì á, em trả lời cho chị ba là em học thiết kế thời trang, biết chưa? Nghe không? Dạ, em biết rồi chị ba. Em. Dạ, tới đây cưng. Tới rồi hả? Mời em ngồi. Dạ. Mời em ngồi. Em ngồi, ngồi xuống đi. Ngồi đi. Hai em uống gì thì gọi. Dạ. Cảm ơn anh. Hai anh đợi em có lâu không? Tụi anh cũng mới vừa tới. Dạ. Anh giới thiệu với Thu, đây là anh Bình, tổng giám đốc công ty xăng dầu. Ờ, em chào anh. Chào em. Dạ. Còn giới thiệu với anh Bình, đây là Thu, trưởng phòng của một công ty giải trí. À vậy hả? Còn đây là... Dạ. Dạ, đây là Thảo, em gái của em, sinh viên năm thứ 3 của ngành thiết kế thời trang. Vậy hả? Chào em, rất hân hạnh được biết em. Em, bắt tài giả đi em. Dạ. Còn anh tên gì? Sao không giới thiệu cho người đẹp biết luôn đi. Em tên là Dũng. Dạ. Đại gia đó nha hai em. Dạ, dạ, rất hân hạnh được biết anh. Em chào anh. Hân hạnh được dạ. biết em. Dạ. À, hai em uống gì đi. Dạ, cho em một ly nước cam và một chai nước ngọt ạ. Ừ, anh gọi liền. Em ơi, cho ly nước cam với lại chai nước ngọt đi.
Con Thảo nó có nói với em là nó đi đâu không? Thì hồi trưa chị Thu ghé chở con Thảo, nói là đi mua đồ. Đi mua đồ kiểu gì mà bây giờ chưa về không biết nữa. Hay là chị gọi điện cho chị Thu thử xem chị sắp về chưa. Nè, vậy nha. Dạ em nghe này chị hai ơi. Em với Thảo đang ở đâu vậy Thu? Dạ em với con Thảo đang uống cà phê với bạn.